Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn ta học bài đầu tiên trong chương trình đó là một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Đây là một nội dung mà được dùng rất nhiều trong quá trình chúng ta học tập ở trong học kỳ 1 cũng như là sau này có rất nhiều bài tập và bài toán thi vào cấp 3 cũng sử dụng đến nội dung này. Đầu tiên, chúng ta sẽ xét bài toán cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH chứng minh rằng a AB bình bằng BC nhân BH, AC bình bằng BC nhân CH, AH bình bằng BH nhân CH, AB nhân AC bằng BC nhân AH và cuối cùng 1 trên AH bình bằng 1 trên A bình, B bình cộng 1 trên AC bình. Thì đây là một trong bài toán không có gì khó khăn đối với các bạn học sinh đã học kỹ chương trình lớp 8. Thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta chứng minh từng cái hệ thức một đầu tiên đó là hệ thức ab bình bằng bc nhân bh thì chúng ta đã biết rồi để chứng minh một hệ thức thì trước tiên chúng ta hãy đưa chúng về dạng tỉ lệ thức ta có này ab trên bc bằng bh trên ab từ đây chúng ta phải tìm ra tam giác đồng dạng. Chúng ta có hai cách đọc, một là đọc ngang hay đọc dọc. Đọc ngang ta có tam giác là ABH. ABH sẽ đồng dạng với tam giác BCA. Chúng ta xem đúng thứ tự chưa nhé. Nó có thể bị lệch đỉnh một chút đấy. ABH này đồng dạng với gì? BCA. Đấy, tam giác này. A, B, H với B, C, A. A là góc nhỏ nhất, sau đó đến góc vừa xong góc vuông. Vậy thì ở trong giác này góc nhỏ nhất là góc C thì chúng ta phải đảo một chút là C, B, A. Vậy sẽ đồng dạng tam giác là C, BA A. Đến đây, ta thấy hai tam giác A, B, H và C, BA thì có cái gì đây? Có góc B là chung. Thứ hai là góc AHB bằng góc CAB vì cùng bằng 90 độ. Vậy hai tam giác này đồng dạng trường hợp góc. Do vậy ý nhất chúng ta chứng minh xong. Hoàn toàn tương tự chúng ta có có AC bình bằng BC nhân với CH thì ta cần tỷ thức đó là AC chia cho BC sẽ bằng là CH chia AB do vậy chúng ta cần tam giác là ACH đường dạo tam giác BCA ACH với BCA như vậy là đúng thứ tự rồi BCA thì ta thấy hàm giác này cũng có góc C là góc chung và thứ hai là góc AHC bằng góc AHC bằng góc BAC và bằng 90 độ như vậy Ý thứ hai trong phần A chúng ta chứng minh xong. Tiếp theo, ta chứng minh AH bình bằng BH nhân HC. Vậy muốn có cái này cần AH trên BH bằng CH trên AH. Do đó ta cần tam giác AHC đường dẫn thao tác BHA AHC với BHA như vậy thì BHA chúng ta kiểm tra thứ tự đúng nhé AHC góc vừa này sau góc vuông góc nhỏ nhất thì BHA đúng rồi thì cái này ta có cái gì ta có góc AHC bằng chín độ này AHC bằng BHA bằng 90 độ. Như vậy ta cần một góc bằng nhau nữa. À, cụ thể ví dụ như góc C sẽ bằng góc A1. Thì hai góc này dễ dàng thế bằng nhau ngay bởi vì nó cùng phụ với góc B. A1 cộng B 90 độ, C cộng B cũng bằng 90 độ. Như vậy phần B chúng ta chứng minh được dễ dàng. Tiếp theo đó là AB nhân với AC thì bằng BC nhân AH. Ở đây ta có là gì? AB chia cho BC thì phải bằng AH chia cho AC. Cho ý nhé. Một cái bên trái chia cái bên phải thì phải bằng một bên phải chia một bên trái thì nó trở về nó mới như cũ được từ đây ta có tam giác nào ABH phải đồng dạng tam giác này BCA ABH với BCA thì không đúng nữa. góc A nhỏ nhất vậy ta đảo một chút là góc C BA thì cái này chúng ta chính là có ở phần A rồi như vậy điều này là đã có Vậy chúng ta chứng minh xong. Tiếp theo là 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình, B bình cộng 1 AC bình. Thì ở đây chúng ta nghĩ rằng là mình đang cần chứng minh một đẳng thức. Vì vậy chúng ta thường có hai các cách chứng minh chính đó là biến đổi vế trái thành vế phải. Thứ hai biến đổi vế phải thành vế trái và thứ ba là biến đổi cả hai vế về một biểu thức trung gian. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Là cái vế phải của mình phức tạp hơn vậy chúng ta tiến hành biến đổi vế phải nhé ta có 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình chúng ta sẽ tính xem thành cái gì nhé quy đồng lên với mẫu chung là gì với mẫu chung là AB bình nhân AC bình và ta được là AC bình cộng với AB bình tiếp theo theo định nghĩa Pythagore thì AC bình cộng AB bình sẽ bằng BC bình. Dưới mẫu thầy có thể viết là bằng AB nhân với AC tất cả bình. Nhưng theo chứng minh trên thì AB nhân AC bằng cái gì? Bằng BC nhân AH. Do vậy AB nhân AC tất cả bình thì sẽ bằng BC bình nhân AH bình. và rút gọn BC bình đi thì ta có bằng 1 trên AH bình vậy thì hệ thức này cũng được chứng minh không có gì khó khăn cả chúng ta dựa vào các kết quả đã được nêu ở trên phần chứng minh cho các nội dung của bài toán chúng ta tự thực hiện về sang mục thứ hai là các định lý thì nội dung của bốn phần ABCD trong bài toán trên chính là nội dung của bốn định lý mà chúng ta sẽ học trong bài đầu tiên này. Thì đầu tiên, thầy giáo sẽ đặt trên hình vẽ các nội dung như sau. Thứ nhất là đoạn BC do đặt bằng A. Thì A ta biết rồi, A chính là cái gì? Là cạnh huyền. Đấy. Tiếp tục, B và C là gì? B và C chính là cạnh góc vuông. tiếp theo h là độ dài đường cao ứng với cạnh huyền chính là đường cao ứng với cạnh huyền b phải là cái gì b phải là đoạn hc hc chính là hình chiếu của ac trên bc như vậy chính là hình chiếu của B trên BC và C chính là hình chiếu của C trên BC. Đấy, thì trước tiên chúng ta hãy nhớ cho thầy các cái nội dung để tí nữa chúng ta sẽ dẫn đến phát biểu ý. thế thì bây giờ chúng ta phân tích bốn cái ý trong bài toán này trên nhé đầu tiên là AB bình thì bằng BC nhân với BH AB là gì AB là c đây vậy được c bình bằng a nhân với BH chính là c phải AC bình chính là B bình sẽ bằng là a nhân b phải Vậy chúng ta có thể phân tích để phát biểu ý thế này nhé. B bình là gì? B đây. B là cạnh góc vuông. Như vậy ta có là cạnh góc vuông bình phương. Thì bằng cái gì? Bằng A chính là cạnh huyền. Nhân với gì? Nhân với hình chiếu tương ứng. Hay là hình chiếu của cạnh vuông đó trên cạnh huyền. Do vậy định lý nhất ta có thể đủ với nhau trong một tam giác vuông bình phương mỗi cạnh vuông bằng cạnh huyền nhân hình chiếu của nó trên cạnh huyền hoặc cũng có thể phát biểu cách khác là trong tam giác vuông bình phương mỗi cạnh vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của nó trên cạnh huyền đấy. thì đấy chính là nội dung của định lý thứ nhất ta xét cái định lý thứ hai ta xem nhé AH bình bằng BH nhân HC hay nói khác là ta viết thành H bình bằng B phẩy nhân C phẩy thì AH là cái gì AH chính là đường cao ứng với cạnh huyền như vậy là chúng ta có bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng cái gì bằng nhân lấy nhân tức là bằng tích của cái gì đây tích của hai hình chiếu của hai cạnh vuông trên cạnh huyền. Do vậy, chúng ta có thể phát biểu cái nội dung định lý thứ hai đó là trong một tam giác vuông bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Tiếp theo cái nội dung định lý thứ ba. Đó là b nhân c bằng a h B nhân C, B là cái gì? B là cạnh góc vuông, C là cạnh góc vuông và đây là nhân. Như vậy là tích của hai cạnh góc vuông thì bằng gì? Bằng cạnh huyền nhân với chiều cao hay là nhân với đường cao. Ứng với cạnh huyền. Như vậy mình có thể phát biểu như sau. Trong tam giác vuông, tích của hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao ứng với cạnh huyền hay là đường cao tương ứng cũng vậy đấy là định lý thứ ba định lý thứ tư chúng ta mới là khó phát biểu nào trước hết nhá chúng ta bắt đầu phân tích để xem phát biểu nào đầu tiên là ta có cái gì AH là đường cao ứng với cạnh huyền như vậy ta có AH bình nhá AH bình chính là gì chính là bình phương đường cao ứng với cạnh huyền đúng chưa nào tiếp tục vậy một trên ah bình là cái gì chính là cái gì chúng ta đã biết là nếu một số x thì một trên x được gọi là nghịch đảo của nó như vậy một trên ah bình chính là nghịch đảo bình phương đường cao ứng với cạnh huyền tương tự như vậy thì một trên ab bình là nghịch đảo bình phương cạnh góc vuông một trên ac bình cũng là nghịch đảo bình phương cạnh góc vuông vậy thì định lý này có thể phát biểu như thế nào trong một tam giác vuông nghịch đảo bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng nhá cộng tức là tổng các nghịch đảo bình phương hai cạnh góc vuông. Thì đấy chính là nội dung định lý thứ tư. Và từ bốn cái nội dung ta chứng minh thì nó hình thành cũng như đưa cho chúng ta cách phát biểu các cái định lý này. Chúng ta có thể phát biểu các định lý ở trên như sau. Thì ở đây người ta phân ra thành hai cái loại Thứ nhất là về hệ thức liên hệ giữa cạnh và hình chiếu của cái vuông trên cạnh huyền thì là định lý số 1. Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu với hình chiếu của cạnh vuông đó trên cạnh huyền. Thứ hai là một số hệ thức liên quan tới đường cao, thứ ba cái hệ thức BCD liên quan đến đường cao. Định lý 2, trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh vuông trên cạnh huyền. Định lý thứ ba, trong một tam vuông, tích của hai cạnh vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Định lý 4 là trong một tam giác vuông, nghịch đảo bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo bình phương hai cạnh góc vuông. Và bốn định lý này thì chúng ta cố gắng học cho thật kỹ để chúng ta áp dụng vào trong quá trình làm bài tập. Ngoài ra thì để cho dễ nhớ thì nó sáng tác một cái đoạn Văn vân vân để chúng ta nhớ được dễ hơn. Thì gồm bốn định lý gồm 8 câu như sau. Bình phương cạnh vuông thế nào? Huyền và hình chiếu nhân vào là xong. Bình phương đường cao nông đông, tích hai hình chiếu là xong thôi mà. Tích hai cạnh vuông đúng là huyền nhân cao ấy thật thà rất chuông. Tổng hai nghịch bình cạnh vuông bằng nghịch đảo của bình phương cao huyền. Thì đây là cái nội dung mà thầy giáo viết để chúng ta nhớ các định lý trên cho dễ hơn để áp dụng trong quá trình chúng ta học và chúng ta làm bài tập. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vận dụng các nội dung này để làm một số bài tập áp dụng. Trước khi vào bài tập áp dụng thì chúng ta hãy Xem qua một chút cái phần có thể em chưa biết ở trong sách uh, khoa nha. Ở đây thì trong sách khoa người ta nêu cái nội dung này như sau. Các hệ thức B bình bằng A B phẩy, C bình bằng A C phẩy, H bình bằng B phẩy C phẩy. Còn được phát biểu dựa vào khái niệm trung bình nhân như sau. Với thức một là người ta phát biểu là gì? Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh vuông là trung bình nhân của cạnh huyền và hình chiếu của cái vuông đó trên cạnh huyền. Tương tự thì hệ thức thứ hai người ta có thể phát biểu là gì? Là trong một giác vuông, đường cao ứng với cạnh huyền bằng trung bình nhân của hai đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền. Trước hết thì nó nhắc chúng ta một chút về cái nội dung thế nào là trung bình cộng và thế nào là trung bình nhân. Thì ta lý cho thấy như sau. Nếu như ta có hai số A và B thì A cộng với B trên 2 Được gọi là trung bình cộng Của A và B Và thứ hai là căn của A nhân B Được gọi là trung bình nhân Của A và B Đấy, chúng ta lưu cho thấy cái này nhé Do vậy ở hệ thức này Là B bình phương bằng A nhân B phẩy Thì điều này nó sẽ suy được là B sẽ bằng gì? Bằng căn của A B phẩy. Và tương tự thì H bình phương bằng B phẩy C phẩy. Nên suy ra H sẽ bằng là căn bậc 2 của B phẩy C phẩy. Đấy. Và cái căn bậc 2 này được gọi là trung bình nhân. Do vậy nó có phát biểu gì? Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh vuông bằng trung bình nhân của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh vuông đó trên cạnh huyền và trong tam giác vuông thì đường cao ứng với cạnh huyền bằng trung bình nhân của hai đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền đấy chúng ta hiểu cái phát biểu này nó là như vậy hai cái khái niệm trong đó trung bình cộng chúng ta đã quen và trung bình nhân là mới chúng ta nhớ thầy nhé căn của a và b được gọi là trung bình nhân của a và b đấy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập nhé Ta sẽ xét bài tập số 1 trong sách khoa. Trước tiên, thì giáo sẽ đặt tên vào đây nhé, cho nó dễ này. A, B, C, H. Thế thì về cách làm, chúng ta sẽ làm cho thầy như sau. Đấy, thì sẽ rất là dễ dàng. Đầu tiên nhá chúng ta hãy viết cho thầy tất cả các hệ thức có được từ cái hình vẽ này. Ví dụ cụ thể đây, chúng ta có hệ thức nhất, đó là AB bình thì bằng BC nhân với BH. Tiếp theo là AC bình thì sẽ bằng cái gì? Bằng BC nhân với CH. AH bình bằng BH nhân HC. AB nhân AC thì sẽ bằng là BC nhân AH. Và cuối cùng là 1 trên AH bình thì bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình. sau khi viết xong như vậy thì chúng ta làm gì đấy chúng ta bắt đầu như sau này cho thầy này chúng ta lấy một cái bút đỏ hoặc một cái bút chì gì đó chúng ta sẽ gạch những cái thành phần chưa biết đi và những, à, những thành phần đã biết thì ví dụ trong bài này nhé chúng ta có này AB bình biết rồi BC chưa biết BH chưa biết vậy chúng ta chưa thể dùng được tiếp nhé AC biết bằng 8 rồi Hãy đi BC và CH chưa biết vậy chưa dùng được AH chưa biết, BH chưa biết, CH chưa biết. Tiếp là AB nhân AC. AB biết rồi. BC nhân AH. Thì hai cái này chưa biết. Và cuối cùng là 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình. Như vậy, sử dụng cái hệ thức thứ tư này chúng ta sẽ suy ra ngay được AH. Tuy nhiên hệ thức này chúng ta hay sai chỗ chỉ làm bài. Do vậy, chúng ta sẽ sử dụng những hệ thức trên thì nó dễ hơn này nha thế thì chúng ta có này tam giác ABC vuông ở A do vậy ta dễ dàng tính được BC Đấy, theo ý Pitagore nhé tính BC sẽ bằng 10 như vậy sau đó thì ta áp dụng vào đây đây BC biết rồi này vậy chúng ta đầu tiên là tính BC này theo ý Pitagore thứ hai là từ đây thì chúng ta suy ra được BH chính là x là việc làm thứ hai tiếp theo ch chính là y thì là thứ ba và sau khi có BHCH ch thì chúng ta còn có thể tính được ah nữa mặc dù bài này không bắt tính nhưng chúng ta có thể tính được ah cũng có thể tính được từ cái hệ thức thứ ba đây từ đây ta cũng suy ra ah và từ hệ thức thứ tư thì đương nhiên cũng tính được AH. như vậy riêng ah trong bài này chúng ta có rất nhiều cách tính đấy về cách làm thì chúng ta làm như vậy nhé tương tự như vậy thì ở bài này chúng ta làm gì ta đặt cho thầy vào đây đó là a b c h chúng ta cũng viết các hệ thức ra nhé đó là ab bình bằng bc nhân bh ac bình bằng bc nhân ch ah bình bằng BH nhân CH. Tiếp là gì? Là AB nhân với AC bằng BC nhân AH. Và cuối cùng là 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình. Sau viết xong, chúng ta lấy bước đó ra gạch. AB biết rồi, gạch đi. BC biết rồi, gạch đi. Như vậy từ đây chúng ta dễ dàng tính được BH và BH ở đây chính là bằng gì đây? Bằng X. Vậy là xong. Tiếp tục AC chưa biết, BC đã biết, CH chưa biết. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tính CH bằng 20 chứ X. Đấy thì cũng là một cái tính. Tiếp này AH bình bằng BH nhân CH thì đều chưa biết cả. À, BH là vừa ta tính rồi, x tính được rồi. Và từ đây thì chúng ta có thể tính CH nha. Đấy, như vậy phần này rất là dễ. Tuy nhiên chúng ta thử xem là trong bài này ta tính các cái đoạn còn lại xem sao. Đấy, ví dụ nhé. Sau khi tính được CH rồi thì ta coi như phần đã biết và từ đây ta sẽ tính được AH. Đấy. Và sau khi tính AH này, chúng ta gạch đây. BC biết rồi, CH biết rồi thì ta tính được AC. Ngoài ra thì sau khi tính được AC rồi thì chúng ta có thể tính được AH theo cách khác. Như vậy từ đây chúng ta cũng có thể tính được AH. Đây, bởi vì BC tính rồi này, AC tính rồi này, AB tính rồi này. Tiếp là AB đã biết, AC đã biết, như vậy từ cái này chúng ta cũng có thể tính được AH. Như vậy cái đường cao H là có rất nhiều cách tính trong các cái bài tập nhé. Tiếp theo, bài số 2. Tương tự như vậy, thầy nhá, thầy hướng dẫn thật kỹ để chúng ta nhớ. Về cách nào? Cực kỳ đơn giản luôn. Ta có này, đầu tiên ta viết là AB bình bằng BC nhân BH. Mỗi lần viết thế này cũng là một cách để chúng ta ôn lại cái hệ thức cho mình thuộc kỹ và hiểu rõ hơn các định lý đã học Đấy, đầu tiên ta viết cho thầy như vậy Sau viết đến đây thì chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu như thầy vừa nêu trên chúng ta gạch những cái phần đã biết này. AB bình bằng BC nhân BH, BH biết rồi, gạch đi. Còn hai cái chưa biết thì không tính được, tiếp tục. Cái này CH biết rồi, gạch đi. Chỗ này thì ta thấy là HB biết rồi. HC biết rồi. Như vậy từ đây chúng ta dễ dàng tính được là AH. Sau tính được AH rồi thì chúng ta sẽ xem là còn tính được cái gì nữa không này nha BC ở đây biết chưa? thì BC ở đây nó chính là bằng BH nhân HC như vậy thực tế ở đây là BC cũng biết rồi như vậy ta tính được AB và từ đây ta tính được AC AH này thì không phải thuộc... cái nội dung cần phải tính tuy nhiên nó cứ phân tích ra để chúng ta thấy là sau này gặp những bài có thể người ta hỏi AH mình vẫn tính được đúng không? Tiếp này, ở đây AB chưa biết AC chưa biết BC biết rồi. Đấy, AH thì vừa tính rồi. Như vậy thì chúng ta cũng có thể tính được các cái đại lượng khác từ cái này. Đấy, thì trong bài này người ta chỉ tính AB AC thôi thì chúng ta chỉ cần dựa vào hai cái đầu tiên này chúng ta đã tính được rồi, cũng không phải dùng đến cái hệ thức AH này đâu nhá. Đấy, cái này có thể tính không cần tính bởi vì đề bài không hỏi. Do đó chỗ này là 1, chỗ này là hai 2 và chỗ này nếu tính thêm thì chúng ta tính à hát nữa tiếp theo nhé bài tập số 3 đây a b c chúng ta lại viết cho thầy ab bình bằng bc nhân bh ac bình bằng bc nhân ch ah bình bằng BH nhân HC AB nhân AC bằng BC nhân AH và 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình Đấy, thì chúng ta đang làm nào nhé ta bắt đầu gạch những phần đã biết đi AB biết rồi này gạch luôn này AC biết rồi gạch luôn BH chưa biết, BC chưa biết, CH, BC đều chưa biết. Vậy tạm dừng. Tiếp tục. Ta có AH bình bằng AC đều chưa biết cả. Ở đây ta có AB biết, AC biết. Vậy muốn tính AH thì phải tính BC. Mà BC thì chúng ta hoàn toàn dùng được bằng Pythagore. Bằng căn của AB bình. Cộng với AC bình. Như vậy ta tính Pythagore được BC. Sau khi có BC rồi thì chúng ta đương nhiên ở đây ta suy ra AH. Ngoài ra thì dựa vào cái cuối cùng ABC biết rồi, chúng ta cũng có thể tính AH ngay mà không cần phải dùng đến định lý Pythagore. Đấy tùy theo chúng ta chọn cách làm nhé. Thế ngoài ra chúng ta còn tính được những cái gì nữa? Ta có thể tính được BH và HC. Thì ở đây sau khi tính được BC. Đấy. Thì chúng ta sẽ tính được BH và tính được CH. Sau tính BHCH thì cũng là một cách khác để chúng ta có thể tính được AH. Đấy, như vậy trong các bài chúng ta thấy là cái đường cao H nó có rất nhiều cách để tính. Đấy, chúng ta thấy không? Sau khi mà phân tích theo cách như của thầy thì các cái bài tập ở trong sách khoa vô cùng là nhẹ nhàng và đơn giản, không có gì khó khăn cả. Ở đây ta đặt vào này, A, B, C, H thầy lại viết lại nhá. AB bình bằng BC nhân BH. AC bình bằng BC nhân CH. AB nhân AC thì bằng BC nhân AH. Tiếp AH bình bằng BH nhân HC. Một trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình. ở đây chúng ta bắt đầu phân tích nhé ab chưa biết bc chưa biết bh đã biết tiếp ac chưa biết bc chưa biết ch cũng chưa biết nốt tiếp ab chưa ac chưa bc chưa ah rồi như vậy thì ba cái này chưa thể tính được bởi vì có trong các uh, cái hệ thức này thì ít nhất là có hai cái chữ biết thì không tính được. Tiếp tục. AH bình, AH biết, BH biết, như vậy từ đây ta tính được HC. Đấy, vậy tính HC đầu tiên tức là tính X. Sau khi tính được HC thì đương nhiên chúng ta sẽ tính được BC. Đấy, chúng ta nhớ nhá, tính được HC thì mình suy ra được BC. Suy ra BC. Và sau khi suy ra BC rồi thì chúng ta lại bắt đầu thay vào đây. BC và HC biết rồi Vậy ta tính được AC AC chính là Y đấy Và từ đây Thì BC biết rồi Vậy ta còn có thể tính AB Đề bài không hỏi Nhưng tuy nhiên chúng ta cứ suy ra sau này còn nhiều cái bài toán mà người ta có thể hỏi những đoạn khác nhé Tiếp tục Ở đây AH biết rồi Mà ví dụ ở đây ta tính AC rồi ví dụ thôi nhé thì chúng ta cũng có thể suy ra được AB đấy và từ các hệ thức còn còn lại trên này chúng ta cũng dễ dàng tính được theo nhiều cách khác nhau như vậy là trong tiết học ngày hôm nay thầy giáo đã hướng dẫn chúng ta toàn bộ lý thuyết về hệ thức bậc cạnh và đường cao cũng như là cái phương pháp áp dụng trong quá trình làm bài tập để chúng ta thấy rằng là việc thực hiện làm các bài tập trong sách khoa và sách bài tập là cực kỳ đơn giản Thế nhắc lại về cách làm như sau này Đầu tiên chúng ta hãy viết cho thầy Tất cả các hệ thức ra nhá. Sau đó chúng ta lấy một cái bút đỏ Chúng ta gạch những cái phần đã biết đi Đấy. Và từ cái việc gạch như thế Thì chúng ta sẽ biết là mình chọn cái hệ thức nào Để mình áp dụng trong quá trình làm bài tập Thì không có gì là khó khăn Chúng ta sẽ không còn sợ môn hình học Và sẽ học tốt môn hình học Xin chào và hẹn gặp lại các em Trong các tiết học tiếp theo